Đã 10 ngày trôi qua kể từ khi cơn lũ quét đỉnh điểm tràn qua huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh, công tác khắc phục thiệt hại đang được tiến hành. Là xã nghèo nhất trong huyện, Nam Sơn cũng đang tìm cách khắc phục khó khăn, song diễn biến hết sức phức tạp của thời tiết đang ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình phục hồi sau mưa lũ. Ghi nhận của phóng viên VTC14 tại địa phương này. Với 6 nhân khẩu đang sinh sống, cuộc sống những ngày qua của gia đình ông Lý Văn Liên thực sự bị đảo lộn. Dù may mắn thoát nạn, song khi nghĩ lại về trận lũ và sạt lở đất xảy ra 10 ngày trước, người đàn ông này vẫn chưa thoát khỏi cảm giác sợ hãi. Có ạ, có lo lắng mà hoang mang, phải nói bảo con cái phải ra ngoài hết. Thế thì hiện tại giờ cuộc sống của mình trở lại ổn định chưa ạ? Vẫn ổn định thôi, nhưng mà rất sạt thì lo quá. Nếu mà xã hoặc là huyện cho tôi di chuyển thì tôi di chuyển thôi. Còn đây là trường tiểu học Nam Sơn. Chỉ cần nước lũ dâng cao thêm chút nữa, trận lũ lịch sử năm 1998 từng tràn qua nơi đây, biến cả huyện thành những ốc đảo thu nhỏ, sẽ được tái hiện. Công tác khắc phục đang được tiến hành khẩn trương. Song do địa hình trũng yếu nên mỗi khi lũ tràn qua trường, mọi thứ đều trở lại từ con số 0. Mực nước đến ngập lụt ở tại nhà trường là khoảng tầm là hơn 3 mét. Thì là sau khi mà nước bắt đầu dâng lên thì nhà trường cũng đã có cái kế hoạch là phương án là sẽ di rời tất cả những cái cơ sở vật chất và cái tài sản mà có thể là nước sẽ dâng lên và sẽ làm ảnh hưởng đến những cái tài sản đó. Thì cơ bản là những cái tài sản nhà trường cũng đã chuyển và di rời đến những cái nơi an toàn. Là xã nghèo nhất huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh, hàng năm Nam Sơn thường xuyên hứng ngập lụt, sạt lở đất. Mọi chuyện càng phức tạp và khó khăn hơn do bà con vẫn bám víu vào các chân khe núi. Nếu không có các biện pháp tích cực, thảm họa có thể xảy đến. Trên địa bàn chúng tôi là có 7 hộ bị sạt lở, trong đó chỉ duy nhất là có một hộ là bị sạt lở nặng thì chúng tôi đã huy động phương tiện máy móc. Chứ còn các hộ còn lại thì hiện nay thì chúng tôi cũng đã có kế hoạch đây là khắc phục toàn bộ là những cái nhà mà có nguy cơ sạt lở và ngập lụt đấy. Thì chúng tôi đã đều có phương án là cơ bản là chúng tôi là đưa các hộ dân đến cái nhà văn hóa của thôn để tránh trú lúc mưa bão. Đến thời điểm này, may mắn là tại Ba Chẽ chưa có thiệt hại về người. Tuy nhiên, theo dự báo, tỉnh Quảng Ninh và các huyện miền núi sẽ tiếp tục hứng chịu từ 3 đến 4 cơn lũ nữa trong năm 2018. Hiện các xã trong huyện đang tiếp tục khắc phục những thiệt hại và ổn định đời sống cho bà con nhân dân.